Để in bố đi đã, Thối ơi. Mở cửa ra, ra là kia mở cho mẹ xem kìa. Thôi, nhanh lên. Đây, đây mà. Đó. Rồi, về đến nhà rồi em ơi, nhà mình đây này. Em ơi. Em ơi. Khoa chụp đi. Ba bình rượu mơ nào. Đây ạ. Thấy chưa? Ba ba qua lại đã. Về nhanh, được về chưa? Đây giờ về đây. Chị ổn hết chưa? Chị với cháu ổn rồi nhỉ? Ok rồi, đợi nó rất là lấy đợi ạ. Đấy, chị rồi đây ạ. Chị đang về nhà thôi. Em lặm ơi, về nhà rồi em lặm ơi. Điện thoại của Hoài mà. Lặng là... Bà bé em ra ô tô trước đi để cháu. Em yêu rồi à? Này em yêu rồi à? Vừa tám cái xong rồi em yêu. Chép 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 lấy chép cho chị. Chép chép một cầm trường kìa. Nhẹ nhàng tình cảm không? Đẻ liên tục. Bốn cô là phải tam nam bất phú mà, từ nữ thì bất bần. Sao bà anh gửi rồi? Hả? Sao bà anh gửi rồi? Vậy em không tìm chỗ nào gửi. Vâng. Đây cháu gần bóng điện luôn. Về bôi kem slim body bụng lại chỉ eo okay, vòng ngay. Eo nét luôn hiểu không? Lại vòng eo con kiến. Con kiến. Nhẹ nhàng, nói, đúng rồi. Nhẹ nhàng. Có kinh nghiệm rồi, ăn thật. Trời ơi, nó lần sau đẻ tự bắt xe, tự pin đây rồi à. Bà ăn nhiều vào, cho em đỡ, còn sữa cho em đủ. À, em về đây. Thôi chị em về đây. Bà trong bây giờ còn cái gì nữa không? Bà ngồi trước. Còn nữa thì mang về đi. Có chưa? Đến hôm nào được giấy chứng sinh thì có gọi cho thương hại đến đây nhá. Vâng, vâng. Dạ vào. Vào chỗ này đấy. Dạ. Mày vào chưa? Hả? Mày ngồi đâu? Em à? Em đi xe máy. Đi xe máy à? Vâng. Phải đi xe máy nhá. Mở đóng cửa nhá. Đây là mình thôi. Quán đi không em ơi? Còn sao vậy? Anh vào xem. Em còn tiểu. Cái kìa đầy đồ kìa. Hết là xe này. Đưa tầm sang năm lại gặp cô. Anh Hải nha, và sang năm lại gặp cô tiếp. Ok. Anh làm được không? Dư. Cẩn thận.
cơm, rau, canh. Húp luôn. Đói rồi anh. Đói anh từ tháng rồi được ăn đâu. Nguyên canh quả đẻ không được ăn đâu. Đợi anh thế anh không? Anh không sợ. Anh không con canh đấy. Đói lắm rồi. Anh đói lắm rồi này. Đợi cho anh húp non là. Cầm 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 này anh phải. Về lấy nhà anh nhà tao nhá. Ok. Ăn liên hoan à? Ăn liên hoan này. Chắc hôm nay liên hoan anh nhà có 3 bình rượu mơ quý. Có lợn to lắm ấy. Gọi là bởi cả. Cả rồi, phải cả họ ăn. Là. Ok chưa? Ok. Ok chưa? Rồi. Anh đi đi. Rồi. Đấy, em Hoài đi sau. Anh đi về trước đi. Em về em lên luôn đấy. Thấy chưa? Đang đói này, đang đói này. Đói à? Ôi, về nhà nhá con nhá. Chép mồm, chép mồm. Chép mồm đói rồi. Đi cho bốn chọn ăn. Về nhà nhá. Về nhà. Về thôi. Anh đi về trước đi. Em về trước đi. Về trước nhá. Ok. Anh về lại nhá, trong quán gì không quan trọng nhá. Rồi ok, nhá. Vâng. Về luôn đấy. Đi về thôi mẹ. Thì anh ơi. Đấy, em lặm về đến nhà thôi, con lại nào. Để bố Hải vào nhanh lên. Con lại nào. Em lặm về rồi. Em lặm về rồi. Để yên bố đi đã thôi ơi. Mở cửa ra ra là kia mở cho mẹ xem kìa. Thôi, nhanh lên. Đấy, đây mà. Rồi. Rồi, về đến nhà rồi em ơi, nhà mình đây này. Nhà mình đây rồi, cho mẹ xuống đã. Đi về cho mẹ. Em ơi. Em ơi. Gian kia đợi chiếc xe ngoài. Ngoài đợi chiếc xe nào, mang đồ vào sau. Vừa anh đưa đẻ đi. Vào trước rồi. Con Nhí đang tắm cho khắm. Rồi, tất quả đây không lạnh gì chị chẳng. Rồi. Hello. Bộ sưu tập của rồi, Đây. Nào, mày dậy vừa thôi con ơi, mình ở với em bây giờ đấy. Thôi đi về mày đi. Bỉm lên, đang đóng bỉm. Còn nó tụt, tuần này nó ấy, bỉm nó to. Con mẹ coi nào con. Thôi thôi, hoài 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 ra ngoài đi. Con ơi lưu xuống, con đi ra ngoài. Đi ra đi để đi ra lấy đồ nữa. Tưởng tưởng vào cho đủ bộ sưu tập. Nào, nhà mình đây nha. Bộ sưu tập của bố đâu? Bộ sưu tập vào kìa. Sưu tập vào đây. Em thối lên. Xếp hàng, xếp hàng, xếp hàng. Xếp hàng. Khám vào đây. Khám vào đây. Nào, em đang ngủ nào. Em đã cởi ra. Cởi cái này ra. Em đã há mồm cái nào. Không bố ý. Đấy. Cởi ra. Chưa ăn. Bị buộc cái đấy nào. Cái băng tay này. Bắt tay rơi đâu rồi, tập tay vào mặt bây giờ con. Bắt tay rơi ở đâu ấy. Nè chỉ khám chỉ. Ai đây? Ai đây khám? Ai vậy? Bắt tay rơi. Lấy cái gì chị? Đây. Đồ bộ sưu tập nào. Bia. Đây. Bộ. Đừng quạt ra tay á, để tóc em, con ngồi đứng bên này. Đi xem bên này để chú anh chụp bức ảnh nào.
nào, hoài 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 này, thôi, đây chụp bộ sưu tập nào, hoài chụp đi, ba bình rượu mơ nào, thấy chưa, ba con lại đã, thôi cười mà bắt ta, cảm ơn, này. Ok. Rồi, ok. Chị thôi thơm em cái nào, thơm nhẹ thôi. Thơm thơm em cái. Thơm đi. Làm gì có sợ. Thế nào, thơm với em nào. Thôi, bỏ ra. Không, không, khám ôm em đi. Ôm em nào. Ôm em nào. Ôm ngay. Thơm em cái nào. Chào từ sáng rồi, bây giờ. Hai chị em bế em ra chơi chơi nha. Không có bé đâu. Bé đâu. Em bé đâu. Nào. Đấy, con nào. Này. Nào, từ từ, không phải nó bông của mày đâu nha. Em bé bụng á, lại sao mà bụng á. Ê, từ sáng rồi nhớ nhỉ. Em bé ra đây rồi, không phải đây. Em bé ra đây rồi. Em bé bụng lên bé. Em bé ra đây rồi. Bé đâu? Em bé. Đây mà mày vẫn tưởng em bé trong bụng à? Để cho em bé ngủ nào. Hai cho chị em ra ngoài đi để bố đi tắm nào. Đi ra ngoài đi. Đi ngoài để bố tắm nào. Tắm cho các chị. Đã tắm với bố. Nhìn bé ra rồi. Đây con ơi em bé con đây. Thì thôi đi ra, em bé ra rồi, đi ra đây tắm. Đi tắm rồi, chị vào tắm rồi. Nhanh. Con này chưa tắm. Con này tắm chưa? Tắm rồi, tắm xong này. Con tắm chưa? Chưa. Đi ra tắm với bố. Đi ra tắm đi, nó tắm rồi. Đi ra đây, tí nữa chơi với em sau. Này mang cái khăn này ra. Mang vào cho chị. Nhìn này, mang đồ vào. Bố đừng nóng nước lạnh nhá. Hả? Đây đồ đây. Nước lạnh nhá. Nước ấm thôi. Nước ấm á? Vâng. Cho cởi chuồng. Đừng. Đừng được cởi chuồng. Đây bố sản nước đang có lạnh. Bố sản nước đang có lạnh nha. Không được cởi chuồng nha. Sản nước đang có lạnh nha. Em ngoan nhỉ, không khóc mày. Ngủ đi nít đi. Khám em bé đâu khám? Em bé đâu rồi? Hai cái này, cái cách này nếu cơ mà em lừa không cẩn thận á. Từ mai đi cho em nằm trong góc giường kia, còn con nằm bên ngoài nghe chưa? Không có đi vào nó chảnh chàng nó giống mới vào em. Chữa không? Khám từ nay ra gì rồi khám ơi. Thơm em à. Cứ đi bụng em bé ra đây rồi mà. Này Mali này. Như này đấy. Con nằm dậy vừa thôi. Con uống đi. Nhớ mẹ rồi, từ sáng giờ. Cái xa xa ra một cửa tiền gió ấy. Nhà có tiền gió không? Kinh. Đói rồi. Ăn cơm rồi. Đi từ sáng giờ nhớ ít rồi anh ơi, nhìn nằm ôm một cái mẹ luôn kìa. Nằm ôm mẹ luôn. Nhớ không? Nằm yên luôn. Ăn rồi, uống rồi. Để tìm cho cháu cái bụng. Đi để ra tìm cho cháu.